Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin sai lầm khi tưởng uống nước, tắm nóng và ăn tỏi chống được cúm Vũ Hán. Mặc dù đại dịch cúm Vũ Hán chỉ mới vừa xuất hiện được vài tháng trước, nhưng nay nó đã nảy sinh vô số các truyền thuyết trên mạng và tin đồn thất thiệt về cách diệt trừ căn bệnh này. Ban đầu đã có những gợi ý kỳ quặc rằng căn bệnh này có thể chữa được bằng những chất gây nghiện. Nhưng sau khi những ý kiến sai lệch lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chính phủ Pháp đã phải ra thông cáo khẳng định rằng rõ ràng điều này không đúng. Sau đó lại có ý kiến cho rằng tránh ăn kem có thể tác dụng và buộc UNICEF đã phải ra thông báo rằng thông tin trên cũng không đúng sự thật. Đây là hình ảnh những thông tin lan truyền trên mạng nói rằng uống nước mỗi 15 phút một lần có thể tránh được cúm Vũ Hán. Đây là một tin đồn rất tai hại. Một thông tin cực kỳ nguy hiểm và sai lầm xuất hiện, cho rằng người ta có thể tránh được căn bệnh này bằng cách uống chất tẩy. Thật là nực cười, nhưng vẫn có người tin là thật. Có một ý kiến khác cho rằng uống nước có thể giúp tránh lây truyền. Còn sau đây là lý do giải thích vì sao điều này không đúng sự thật. Những nội dung ban đầu được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội viết rằng chúng ta nên đảm bảo miệng và cổ họng luôn được giữ ấm tốt và uống mỗi 15 phút một lần nước. Lý lẽ của việc này là có thể giúp gột rửa loại cúm này xuống thực quản, vì vậy cúm có thể bị tiêu diệt bởi axit trong dạ dày của mỗi người. Cách này đơn giản quá mức, đơn giản là tôi không thể nào tin nổi. Kaplana, nhà nghiên cứu dịch tễ học tại trường vệ sinh và bệnh nhiệt đới tại London đã cho biết như vậy. Sabathi đã giải thích rằng nhiễm trùng thường xuyên xảy ra sau khi ta phơi nhiễm với hàng ngàn hoặc hàng triệu hạt loại mang lại bệnh cúm này. Vì vậy, quét sạch vài hạt xuống thực quản không có nhiều hiệu quả gì cho lắm. Và một lỗ hổng mà ý kiến này là biết liệu bạn có đủ khả năng rửa sạch chúng trôi xuống bao tử hay không? Bà chia sẻ, tới lúc đó thì có lẽ bạn đã có nhúng chúng vào lỗ mũi rồi, chẳng hạn thế. Thì cách này làm hết sức là ngu ngốc. Nhà nghiên cứu dịch tễ học Kapla đã giải thích thêm như vậy. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa nhận kết quả dương tính với cúm Vũ Hán. Và ông nói, tôi đang tự cách ly nhưng sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ thông qua hội nghị trực tuyến video. Và chính tại đây đã xuất hiện thêm một trong những lỗ hổng chính của ý tưởng trên như sau. Ngay cả khi cúm vẫn chưa tìm được đường đến với các tế bào trong hệ hô hấp của bạn, thì nó vẫn có thể lọt vào cơ thể theo những cách rất khác nhau. Trong lúc một số người có thể nhiễm bệnh vì họ chạm vào miệng bằng ngón tay đã bị nhiễm khuẩn, thì loại cúm này cũng có thể lọt vào cơ thể khi ta chạm vào mũi hay mắt. Dù tình trạng này có xảy ra, người ta vẫn không cho rằng đây là con đường chính lan truyền loại bệnh này. Thay vào đó, rủi ro cơ bản là khi ta hít vào những giọt siêu nhỏ có chứa hàng ngàn các hạt loại bệnh cúm này sau khi một người nào đó ho hoặc hắt xì hơi, dù rằng chúng mới bắn ra nhưng đã lơ lửng trong không khí có thể vài giờ sau đó. Quan điểm mới nhất cho rằng cúm Vũ Hán vẫn có thể sống sót dù đã đi qua dạ dày bạn. Bạn có thể nghĩ rằng một khi hạt do loại cúm Vũ Hán đã tìm được đường xuống bao tử bạn, nó chết ngay lập tức hay sao? Rốt cuộc thì axit trong dạ dày có độ pH từ 1 đến 3. Nó có độ mạnh ngang cỡ axit trong pin, nghĩa là có khả năng làm tan chảy thép. Vài năm trước, các nhà khoa học đã phát minh ra một cách dùng axit dạ dày làm nguồn năng lượng. Nhưng loại cúm này còn mạnh hơn như thế. Và một số bệnh nhân cho biết họ có những triệu chứng như buồn nôn và tiêu chảy. Và giờ đây các chuyên gia từ Trung Quốc đã cảnh báo rằng có dấu hiệu cho thấy căn bệnh có thể lây truyền qua đường tiêu hóa. Đây là hình ảnh cần phải rửa sạch tay bằng xà phòng cũng là một cách có thể tránh được rủi ro do loại cúm Vũ Hán gây ra. Theo một thông cáo mới, hơn 50% người bị nhiễm cúm Vũ Hán có loại virus trong phân, nơi vẫn tiếp tục lưu trữ một thời gian dài sau khi bị quét sạch khỏi phổi. Có rất nhiều con đường mà cúm Vũ Hán có thể lọt vào cơ thể.
Vì vậy uống nước không có khả năng giảm nguy cơ nhiễm bệnh của bạn. Lần đầu tiên, nghiên cứu này chỉ tập trung vào nhiễm khuẩn ở trong đường hô hấp, hầu hết là liên quan đến khu vực xoang mũi, cổ họng và đường thở. Trong khi cúm Vũ Hán có thể gây nhiều nhiễm khuẩn ở khu vực đường hô hấp bên dưới, xâm nhập vào khu ngực và khu phổi. Sabathy cho rằng, tuy việc khuyên cáo mọi người giữ cho miệng luôn ẩm và uống nước 15 phút một lần nghe có vẻ vô hại, nhưng ta cần phải nhanh chóng giải mã ngay lời khuyên sai lệch này. Nguy hiểm ở chỗ là ảo tưởng, an toàn lầm lạc và lời khuyên gây ra. Bà nói, có những người nghĩ rằng cứ làm như vậy thì họ sẽ ổn. Bà cho biết, nó làm lệch hướng những thông điệp quan trọng hơn nhiều. Rất nhiều bằng chứng cho thấy, cách tiếp cận tốt nhất vẫn là tránh có tiếp xúc, xã giao không cần thiết và luôn phải rửa tay. Vì vậy, lời khuyên của bà là bỏ bình nước xuống và cầm xà bông lên. Và dịch cúm Vũ Hán có lây qua đường mũi đốt hoặc lọt qua hàng xuất khẩu từ nước này qua nước khác hay không? Và clo, cồn có diệt được loại cúm Vũ Hán trong cơ thể hay không là một câu hỏi đã được đặt ra. Đây là hình ảnh xông hơi tắm nước nóng nhưng cuối cùng đã có kết luận không có tác dụng gì với cúm Vũ Hán. Dưới đây là một số thông tin chính thức từ trang web của Tổ chức Y tế Thế giới về căn bệnh cúm Vũ Hán như sau. Thứ nhất, tắm nóng có ngăn được cúm Vũ Hán hay không? Trả lời, nhiệt độ cơ thể con người bình thường chỉ trong khoảng 36,5 đến 37 độ C. Bất chấp nhiệt độ môi trường, việc tắm bằng nước nóng hoặc cực nóng có thể gây hại cho cơ thể bạn, thậm chí có thể gây bỏng. Câu hỏi 2, cúm Vũ Hán có lây qua các hàng hóa xuất khẩu qua các nước có dịch cúm này hay không? Trả lời, mặc dù cúm Vũ Hán chủng mới này có thể ở lại trên các bề mặt trong vài tiếng đồng hồ hoặc thậm chí vài ngày, tùy thuộc loại bề mặt, rất ít khả năng cúm có thể bám lâu trên bề mặt sau khi bị di chuyển hay tiếp xúc với các điều kiện nhiệt độ khác nhau. Nếu bạn cho rằng một bề mặt bị nhiễm khuẩn, hãy dùng chất tẩy rửa để làm sạch. Còn sau khi chạm vào đó, làm sạch tay mình bằng chất tẩy rửa, rửa tay khô hoặc rửa tay với xà phòng và nước. Câu hỏi thứ 3, cúm Vũ Hán có lây qua đường mũi đốt hay không? Trả lời, hiện nay chưa có bằng chứng khẳng định cúm Vũ Hán có thể lây qua đường mũi đốt. Đây là loại cúm thường hô hấp lan truyền chủ yếu qua các giọt li ti bắn ra khi một người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Và máy sấy tóc có hiệu quả trong việc diệt cúm Vũ Hán hay không? Là một câu hỏi, câu trả lời là không. Muốn đạt được điều đó, phải dùng xà phòng hoặc cồn rửa tay khô, sau đó làm khô tay bằng giấy vệ sinh hoặc thiết bị làm khô tay bằng hơi ấm. Đây là hình ảnh người kế thừa ngai vàng của nước Anh, Thái tử Charles, 71 tuổi, đã dương tính với cúm Vũ Hán vào hôm 25 tháng 3. Rất may là nữ hoàng Anh có kết quả âm tính. Đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím có tiêu diệt được cúm Vũ Hán hay không là một câu hỏi. Trả lời, không nên dùng đèn cực tím để diệt khuẩn trên tay vì tia cực tím có thể gây kích thích và dị ứng da. Câu hỏi tiếp theo, máy quét thân nhiệt hiệu quả đến đâu để phát hiện người nhiễm cúm Vũ Hán? Trả lời, những thiết bị này có hiệu quả trong việc phát hiện những người đã và đang sốt, tức là có thân nhiệt cao hơn ngưỡng nhiệt độ bình thường do nhiễm bệnh cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, chúng không có khả năng phát hiện những người nhiễm chưa bị ốm sốt, do những người bị nhiễm phải từ 2 đến 10 ngày thì mới bị ốm và bắt đầu sốt. Câu hỏi tiếp theo, liệu cồn và clo giải trên khắp cơ thể có diệt được cúm Vũ Hán trong cơ thể hay không? Trả lời, không. Xịt cồn hay clo lên khắp cơ thể sẽ không giết được cúm Vũ Hán xâm nhập cơ thể. Ngược lại, xịt các chất này có thể là có hại cho quần áo và các niêm mạc, đặc biệt là của mắt và miệng. Cả cồn và clo đều có thể hữu ích trong việc diệt khuẩn ở trên bề mặt, nhưng ngay cả khi đó cũng phải dùng với liều lượng rất thích hợp. Và một điều tiếp theo là ăn tỏi có ngăn được cúm Vũ Hán hay không? Trả lời, tỏi chắc chắn là một thực phẩm giúp cơ thể kháng được một số loại vi khuẩn, vi sinh vật, nhưng chưa chắc và chưa có bằng chứng nào từ đợt bùng phát cúm Vũ Hán hiện nay cho thấy tỏi giúp bảo vệ con người đứng trước cúm Vũ Hán. Câu hỏi tiếp theo, thú cưng trong nhà có lây lan cúm Vũ Hán hay không? Trả lời, hiện tại chưa có bằng chứng về sự lây nhiễm từ các vật nuôi như chó hay mèo. Tuy nhiên,
sau khi tiếp xúc với những động vật này, bạn nên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước, vì điều đó giúp bạn tránh được các loại vi khuẩn khác như E. coli, Salmonella. Đây là loại được dưỡng có thể lây giữa thú và người. Câu hỏi tiếp theo, vaccine chống viêm phổi có bảo vệ được bạn trước bệnh cúm Vũ Hán hay không? Trả lời, câu trả lời này là không, vì đây là loại cúm rất mới và khác lạ, đòi hỏi phải có một loại vaccine riêng. Tuy nhiên, các vaccine đối với bệnh hô hấp khác có thể vẫn được bảo vệ sức khỏe của bạn dù chúng không hiệu quả trước cúm Vũ Hán. Và câu hỏi cuối cùng, các loại kháng sinh có hữu hiệu trước bệnh cúm Vũ Hán hay không? Trả lời, thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn, chứ không có tác dụng với virus Vũ Hán, mà cúm Vũ Hán là do một loại virus chủng mới gây ra. Tuy nhiên, nếu bạn phải nhập viện do cúm Vũ Hán thì bạn vẫn có thể phải dùng thuốc kháng sinh để điều trị các tình huống nhiễm trùng do vi khuẩn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.